0 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2021, tại chốt kiểm dịch khu công nghiệp Sóng Thần ngay cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, giáp danh với tỉnh Bình Dương, chốt kiểm dịch được đặt trên quốc lộ 1A với tổ công tác hơn 10 người thuộc các lực lượng công an khu vực, cảnh sát giao thông hàng xanh, đội ngũ y tế quận 12, kiểm soát quân sự, cảnh sát cơ động bắt đầu hoạt động. Chốt có nhiệm vụ phối hợp kiểm tra các phương tiện di chuyển từ hướng khu công nghiệp Sóng Thần về thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ yêu cầu các phương tiện dừng kiểm tra, đo thân nhiệt khi qua chốt kiểm dịch. Từ 0 giờ, nhiều người điều khiển phương tiện như ô tô, xe gắn máy được lực lượng ra hiệu dừng xe và chốt khai báo y tế và đo thân nhiệt. Một số trường hợp không đeo khẩu trang cũng bị lực lượng chức năng nhắc nhở chấp hành đúng quy định. Tại chốt kiểm tra, đội ngũ y tế cũng yêu cầu người dân rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt, sau đó khai báo lộ trình di chuyển trong ngày. Trường hợp thân nhiệt bình thường sẽ cho đi. Chỉ trong 1 giờ kiểm tra, tổ công tác đã yêu cầu dừng hàng chục phương tiện, kiểm tra đo thân nhiệt hơn 70 người qua chốt. Tất cả người dân đều chấp hành việc kiểm soát của tổ công tác. Em có nghe thành phố mình có ra cái chỉ thị là lập chốt kiểm dịch cho người dân thành phố rất tốt anh. Yeah. Anh cảm thấy cái việc lập chốt như thế này và mình bị kiểm tra như vậy thì có phiền hà hay như thế nào không? Không, cũng không có gì phiền hà cả, cái này bảo đảm cho người dân thì rất tốt anh. Bảo đảm nhà nước lo cho dân. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập 69 chốt kiểm soát dịch để thực hiện kiểm soát phòng chống COVID-19 tại cửa ngõ ra vào thành phố, tại các bến tàu, bến xe, nhà ga. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập 12 chốt trạm chính cùng 57 chốt trạm phụ. Quá trình hoạt động chốt trực sẽ diễn ra 24/24 từ 0 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Chốt tại khu công nghiệp Sóng Thần là một trong 12 chốt kiểm dịch trạm chính được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lập ra để kiểm soát lượng người, phương tiện di chuyển từ hướng Bình Dương vào cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh.